Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nghị sĩ Mỹ ra dự luật quy trách nhiệm Trung Quốc về cúm Vũ Hán. Hai thượng nghị sĩ Massa, đảng Cộng hòa bang Tennessee và Mattha, đảng cũng Cộng hòa bang Arizona đã đưa ra luật ngăn chặn bệnh truyền nhiễm virus xuất phát từ Trung Quốc, cúm Vũ Hán, để đảm bảo là đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu những hậu quả trong vai trò làm cho virus cúm Vũ Hán lây lan ra toàn cầu với cái chết của hàng trăm ngàn người và nhiều triệu người đã bị nhiễm, và con số này tăng lên hàng ngày. Luật ngăn chặn cúm Vũ Hán sẽ cho phép người Mỹ kiện Trung Quốc và đòi bồi thường tại các tòa án Mỹ vì những tác hại do virus chết người này gây ra cho nền kinh tế và cho sinh mạng con người, các giới chức đã nói như vậy. Dân biểu Texas Lang Xe cũng đưa ra Hạ viện dự luật tương lai tương tự như vậy. Và luật ngăn chặn virus cúm Vũ Hán sẽ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và tài chính vì đã làm cúm Vũ Hán lây lan tại nước Mỹ. Đây là hình ảnh thượng nghị sĩ Massa của Đảng Cộng Hòa. Người Mỹ sẽ có áp dụng các pháp lý để kiện Trung Quốc tại hệ thống tòa án Liên bang Mỹ vì tạo ra và làm tệ hại thêm đại dịch trên toàn thế giới. Căn cứ trên các quy định hiện có trong luật cách miễn trừ vì chủ quyền nước ngoài và bãi bỏ việc không bị truy tố vì chủ quyền nước ngoài đối với nước phát triển tán các loại vũ khí sinh học. Giữa lúc con số tử vong và thiệt hại tài chính vì virus cúm Vũ Hán tăng cao, Trung Quốc phải bị buộc phải trả giá cho những thiệt hại của người dân Mỹ và các nợ trên thế giới. Giới chức Mỹ đã nói như vậy. Và tờ báo Bild, tờ báo có số lượng đọc hàng đầu tại nước Đức, đã lập một dạng cái hóa đơn trị giá tới 149 tỷ đô euro mà Bắc Kinh cần phải bồi thường cho Berlin sau khi phát tán tại đại dịch virus cúm Vũ Hán. Theo hóa đơn giả lập được tờ báo này đăng tải, các khoản phí sẽ bao gồm 27 tỷ euro cho doanh thu du lịch bị mất, 7,2 tỷ euro cho ngành công nghiệp điện ảnh, 50 tỷ euro bồi thường cho các doanh nghiệp nhỏ, cùng một số khoản khác. Mặc dù Trung Quốc đã lên tiếng phản đối thông tin trên và cho rằng hóa đơn giả lập này sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, tuy nhiên trên thực tế, việc bắt buộc phải đóng cửa nền kinh tế đang gây ra những tác động tiêu cực, đã gây ra sự công phẫn và phẫn nộ, phản ứng gay gắt tại các cường quốc trên thế giới, trong đó có Mỹ, Đức, Pháp, Anh và rất nhiều nước khác. Cụ thể, ở Mỹ đã ghi nhận có ít nhất 4 đơn kiện tập thể được gửi tới tòa án liên bang với yêu cầu đòi Trung Quốc phải bồi thường hàng nghìn tỷ đô la tổn thất cho Mỹ với lý do rằng Trung Quốc đã thất bại trong việc kiểm soát đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cảnh báo cộng đồng quốc tế về sự nguy hiểm của virus cúm Vũ Hán, và dường như Trung Quốc bị cáo buộc đã giấu giếm những thông tin, sự thực. Và trước đó, trên trang web chính thức của Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Hagley cho biết, ông đang trình một dự luật để cho phép người dân Mỹ kiện Trung Quốc vì bịt miệng những người tố giác và ém nhẹm các thông tin quan trọng về cúm Vũ Hán. Hiện tại, Anh, Pháp và Úc cũng đang có những động thái nghi ngờ cách xử lý của Trung Quốc và yêu cầu có cuộc điều tra sau khi dịch bệnh qua đi. Ngoại trưởng Úc Maris Penner kêu gọi các quốc gia cần phối hợp với sự sẵn sàng, minh bạch và tham gia vào quá trình điều tra về phản ứng ban đầu của Trung Quốc khi cúm Vũ Hán bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Và một câu hỏi được đặt ra, cúm Vũ Hán sẽ thay đổi thế giới ra sao? Đây là hình ảnh hai vị lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Liệu Trung Quốc có thể xoán ngôi vị của Hoa Kỳ trong đại dịch này không? Trước năm 2020, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc định hình mối giao bang quốc tế. Mối giao bang này được thể hiện bằng cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày một leo thang. Nhưng đằng sau đó, thật ra là sự leo thang quyền lực chính trị giữa một bên là Hoa Kỳ muốn tiếp tục duy trì ngôi vị bá chủ toàn cầu và một bên là Trung Quốc muốn thách thức và thay đổi trật tự hiện có để ngày càng có lợi cho mình trong vùng và trên toàn cầu. Nhưng đại dịch cúm Vũ Hán đã thay đổi sâu đậm bàn cờ chính trị quốc tế này. Sau đây là nhận định của 12 chuyên gia với tầm nhìn toàn cầu được đăng tải trên tạp chí Foreign Policy với tựa đề Thế giới sẽ cái nhìn ra sao sau đại dịch cúm Vũ Hán. Và đa số các chuyên gia này nhận định rằng đại dịch cúm Vũ Hán sẽ củng cố chủ nghĩa dân tộc khắp nơi và gia tăng quyền lực của nhà nước tại nơi đó, tạo ra một thế giới ít rộng mở hơn, ít thịnh vượng hơn và ít tự do hơn. Chấm dứt toàn cầu hóa như chúng ta đã biết và đưa đến toàn cầu hóa quanh trục Trung Quốc, làm tệ hơn mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay và làm yếu đi tiến trình hội nhập Âu Châu.
và cúm Vũ Hán sẽ tiếp tục giảm hoạt động kinh tế và gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia. Về lâu dài, đại dịch có thể làm giảm đáng kể năng lực sản xuất của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt nếu các doanh nghiệp đóng cửa và các cá nhân tách khỏi lực lượng lao động. Chẳng hạn, theo ông John Ireland, Chủ tịch Brookings Institute, tướng thủ quân lục chiến 4 sao của Mỹ, từng là tư lệnh của NATO, thì cuộc khủng hoảng này sẽ tái sắp xếp lại cơ cấu quyền lực quốc tế theo những cách mà chúng ta chỉ có thể bắt đầu tưởng tượng. Và bản thân cúm Vũ Hán sẽ tiếp tục làm giảm hoạt động kinh tế và gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia với nhau. Đây là hình ảnh miến điện thiết kế cách giãn và so le để duy trì chợ nông sản, đảm bảo đời sống nông dân trong mùa đại dịch. Cũng theo Laurier, cựu thành viên của Hội đồng Quan hệ Ngoại giao, thì đại dịch cúm Vũ Hán sẽ không chỉ có tác động to lớn đến kinh tế lâu dài mà còn dẫn đến một sự thay đổi cơ bản hơn nữa. Còn ông Shannon, một chuyên gia về ngành học Mỹ Latin, thì nói rằng ông tin qua nạn cúm Vũ Hán lợi nhuận sẽ giảm nhưng ổn định nguồn cung nên tăng. Còn Cory Chet, phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Chiến lược Học, nhận định rằng Hoa Kỳ sẽ không còn được coi là một lãnh đạo quốc tế bởi vì quyền lợi hẹp hòi của chính phủ nước này. Kishore, một học giả uy tín của Đại học Quốc gia Singapore, nhận định rằng đại dịch cúm Vũ Hán sẽ không thay đổi căn bản hướng đi kinh tế toàn cầu. Nó chỉ gia tăng tốc độ thay đổi đã bắt đầu, xa dần nền toàn cầu hóa mà trọng tâm là Hoa Kỳ sang trọng tâm là Trung Quốc. Ông cũng biện luận rằng nếu mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ là duy trì thế ưu việt toàn cầu, nó sẽ phải tham gia vào một cuộc cạnh tranh một mất một còn, địa chính trị với Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của Hoa Kỳ là cải thiện sự thịnh vượng của người dân Mỹ vì điều kiện xã hội đã xấu đi thì nên hợp tác với Trung Quốc. Robin Nipnet, giám đốc và tổng điều hành của Chatham House, cơ quan nghiên cứu các vấn đề quốc tế, biện luận rằng cúm Vũ Hán đang bắt buộc chính quyền, công ty và xã hội tăng cường năng lực của họ để đối phó với thời gian do các biện pháp tự cô lập kinh tế. Đây là hình ảnh giáo sư Montagnier, người đã giành giải thưởng Nobel Y học nhờ tìm ra siêu virus HIV với mẫu nghiên cứu mới về virus cúm Vũ Hán. Ông cho rằng siêu virus corona chủng mới, tên khoa học là SARS-CoV-2, là do người chế tạo ra và trong đó có phần gen của virus HIV và AIDS. Ông Niplet kết luận rằng những nhà lãnh đạo chính trị nào quản lý tốt đại dịch cúm Vũ Hán tại quốc gia mình sẽ được công dân mình ủng hộ. Nhưng những ai thất bại sẽ khó tránh khỏi việc đổ thừa cho người khác với thất bại của mình. Shikha Nemon, một học giả của Viện Brookings Indian, từng là cố vấn an ninh quốc gia cho Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, cho rằng đại dịch cúm Vũ Hán là chứng minh của một đối tượng thuộc một trong loại chính trị có bước ngoặt nội hướng tìm kiếm quyền tự chủ và kiểm soát ở một số của chính mình. Ông nhận định rằng chúng ta đang hướng đến một thế giới nghèo hơn, xấu hơn và nhỏ hơn. Nhưng chính ông cũng nhìn ra được cơ hội nếu đại dịch làm cho chúng ta sửng sốt nhận ra rằng mối quan tâm thực sự của mình trong việc hợp tác đa phương về các vấn đề toàn cầu lớn mà chúng ta phải đối mặt thì chúng ta sẽ phục vụ một mục đích hữu ích. Và giáo sư chính trị học của trường đại học Princeton, người nổi tiếng của trường phái quốc tế cấp tiến, cho rằng những gì đang diễn ra đã làm cho chúng ta không thể thấy gì hơn ngoài sự củng cố của xu hướng chủ nghĩa quốc gia, sự cạnh tranh giữa các quyền lực lớn, chiến lược tách rời. Và nhìn lại lịch sử thời đại suy thoái, ông Kipley cho rằng Hoa Kỳ và các nền dân chủ phương Tây có thể phải đi qua các giai đoạn phản ứng tương tự như thời thập niên 1930 và 1940, được lèo lái bởi một cảm giác dễ bị tổn thương, dây chuyền. Phản ứng có thể mang dân tộc tính cao hơn lúc đầu, nhưng về lâu dài, các nền dân chủ sẽ ra khỏi vỏ bọc của mình để tìm ra một loại chủ nghĩa quốc tế thực dụng và bảo vệ mới. Đây là hình ảnh biểu đồ giá dầu xuống dưới mức 0 ngày 20 tháng 4, rạng sáng ngày 21 tháng 4 giờ Việt Nam, đã trở thành ngày lịch sử của ngành dầu mỏ thế giới sau khi giá dầu thô, tức là dầu ngọt nhẹ Tây Texas Mỹ, giao tháng 5 rơi xuống ở mức âm 37,63 đô la một thùng. Lúc đầu, mức giá rơi xuống tận âm 40,32 đô la một thùng, rồi quay ngược lại mức âm 37,63 đô la một thùng khi chốt phiên giao dịch. Giáo sư chính trị học thuộc Đại học Harvard, Joseph, tác giả cuốn Quyền lực mềm, thì cho rằng cúm Vũ Hán sẽ làm cho chiến lược cạnh tranh quyền lực giữa các siêu cường trở nên không đáng nữa. Ngay cả khi quốc Hoa Kỳ có chiến thắng là siêu cường, nó cũng không thể bảo vệ nổi an ninh của mình một cách
tự làm một mình. Với mối đe dọa xuyên quốc gia như cúm Vũ Hán và thay đổi khí hậu, nếu chỉ nghĩ quyền lực của Hoa Kỳ lên trên nước khác thì thật là không đủ. Chìa khóa thành công là học được tầm quan trọng của quyền lực đối với các quốc gia khác. Tất cả mọi người và mọi quốc gia đều đặt quyền lợi của mình lên trên hết, và câu hỏi quan trọng là quyền lợi này được định nghĩa rộng và hẹp ra sao. Cúm Vũ Hán cho thấy chúng ta đang thất bại trong việc điều chỉnh chiến lược của mình trong thế giới mới này. Richard Haass, Chủ tịch của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, biện luận rằng khủng hoảng cúm Vũ Hán gây ra kéo dài ít nhất là vài năm sẽ làm cho phần lớn các chính quyền hướng nội chú tâm vào những gì xảy ra bên trong biên giới của họ hơn là những gì bên ngoài, và sẽ có sự trao đổi hướng để tập trung vào chủ trương tự lực, tự cường do các tổn thương của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Haass cũng cho rằng sẽ có nhiều quốc gia gặp khó khăn khắc phục khủng hoảng này, và các nhà nước yếu ớt hay thất bại sẽ trở thành một điều phổ biến hơn nữa trong thế giới này. Và cuộc khủng hoảng có thể sẽ góp phần làm tồi tệ hơn cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn đã rất suy yếu trước đó, và cũng làm cho tiến trình hội nhập của châu Âu trở nên mong manh. Về mặt tích cực thì ông Haass cho rằng chúng ta sẽ thấy một số tăng cường khiêm tốn của ngành quản trị y tế công cộng trên bình diện toàn cầu. Và giáo sư Stephen Watt thuộc Đại học Harvard, người theo xu hướng chủ nghĩa hiện thực, nhận định rằng nạn đại dịch không thay đổi là cơ bản và bản chất xung đột căn bản của chính trị quốc tế, nhưng nó sẽ làm cho các nhà nước mạnh hơn và củng cố chủ nghĩa dân tộc. Đây là hình ảnh dòng người đang đợi trước giờ phát thực phẩm trong xe hơi cá nhân vào hôm 9 tháng 4 năm 2020 tại ngân hàng thực phẩm San Diego, Texas, Hoa Kỳ, và đã có 10.000 người đến đây để được giúp thực phẩm như vậy. Chính quyền bằng mọi hình thức khác nhau sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp để quản lý khủng hoảng, và nhiều trong số đó sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực mới này khi khủng hoảng đã qua đi. Cũng như trước đây, cúm Tây Ban Nha vào năm 1918 cho đến năm 1919 không chấm dứt sự tranh giành giữa các cường quốc hay đem đến một thời đại mới của hợp tác toàn cầu. Cúm Vũ Hán cũng như vậy. Công dân sẽ trông đợi vào các chính quyền quốc gia của mình để bảo vệ họ, và các nhà nước, doanh nghiệp tìm cách giảm thiểu các tổn thương trong tương lai. Điều này đưa đến sự thoái trào hơn nữa về tiến trình siêu toàn cầu hóa. Tóm lại, giáo sư Watt cho rằng cúm Vũ Hán sẽ tạo ra một thế giới ít rộng mở hơn, ít thịnh vượng hơn và ít tự do hơn. Và sau cùng, Nikolai Bruce, giáo sư thuộc Đại học Harvard, cho rằng tuy đại dịch cúm Vũ Hán là một khủng hoảng toàn cầu lớn nhất của thế kỷ này, nhưng ông lạc quan về sức mạnh tinh thần của con người. Ông Bruce nhận xét như sau: ở mỗi quốc gia có rất nhiều ví dụ về sức mạnh tinh thần của con người, của các bác sĩ, y tá, lãnh đạo chính trị và công dân bình thường, thể hiện sự kiên cường, hiệu quả và khả năng lãnh đạo. Điều đó mang đến hy vọng rằng đàn ông và phụ nữ trên khắp thế giới này có thể chiến thắng trong việc đối phó với thử thách phi thường này. Và qua nhận định tổng quan của các chuyên gia quốc tế về tình hình thế giới do đại dịch cúm Vũ Hán gây ra hiện nay, đánh giá hết sức bi quan về hậu quả khắc nghiệt mà cúm Vũ Hán đã và đang và sẽ tiếp tục mang lại cho con người trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, ngoài những chuyên gia và chính trị gia, các nhà lãnh đạo và y tế cũng quan niệm rằng thế giới mà nhân loại đang và sẽ sống trong những ngày tới đây sẽ bị thay đổi sâu sắc từ nỗi kinh hoàng mà Trung Quốc đem lại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2020 với bản tin Nghị sĩ Mỹ ra dự luật quy trách nhiệm Trung Quốc về cúm Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được nhận những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.